Đội đua đã chuẩn bị sẵn sàng và sáng nay giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018 sẽ chính thức khởi tranh. Trong năm thứ ba được tổ chức thì giải đua ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và hưởng ứng của người hâm mộ cũng như các vận động viên tham gia tranh tài. Và các phóng viên của chúng tôi cũng đã có cuộc trao đổi nhanh với cựu tuyển thủ quốc gia Mai Công Hiếu, người hiện tại đang là huấn luyện viên của đội trẻ quốc gia và đã có nhiều năm theo sát sự phát triển của xe đạp Việt Nam về giải đấu này. Vâng, xin chào huấn luyện viên Mai Công Hiếu. Trước tiên xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia cuộc trò chuyện cùng chúng tôi. Giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2018 đang đến rất gần. Anh có đánh giá và nhận xét như thế nào về giải đua năm nay ạ? Thì đầu tiên xin chúc mừng cái giải VTV Cup Tôn Hoa Sen khởi tranh từ ngày 2 tháng 9. Thì trong cuộc đua năm nay rất là hoành tráng và nói chung là cũng rất là người hâm mộ rất háo hức để về đón xem với cuộc đua năm nay. Các đội đã tập trung rất là hồ hởi và sẽ cạnh tranh quyết liệt về những cái áo vàng, áo xanh và áo đỏ và cái đồng đội. Vâng, anh có ấn tượng như thế nào về công tác tổ chức và chất lượng chuyên môn của giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen qua từng năm ạ? Năm 2016 thì VTV Cup Tôn Hoa Sen tổ chức lần đầu tiên xuất phát ở Đà Nẵng và ra Hà Nội, thì công tác tổ chức này rất là tốt và những vận động viên sự chuẩn bị thì có những đội nước ngoài qua rất là chất lượng. Và sau một năm thì qua 2017 thì giải tổ chức hoành tráng hơn và những vận động viên thi đấu nhiều khuyết hơn và thi đấu dài hơn sẽ từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong cái năm 2018 này, đặc biệt 2018 này thì các đội của giải chủ yếu là 6 đội mạnh nhất của Việt Nam chúng ta tham dự với 6 đội quốc tế. Cho nên là sự cạnh tranh cũng giống như là ban huấn luyện của các đội hầu như là ra chiến thuật rất là chu đáo và rất là kỹ để tập trung cho cái giải năm nay. Theo anh thì những đội đua nào và những vận động viên nào là ứng cử viên sáng giá cho những danh hiệu của giải xe quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm nay ạ? Hiếu nghĩ là vận động viên Karimer của tập đoàn Ngọc Trời thì ứng cử viên cho chiếc áo vàng năm nay. Và ngoài những vận động viên của đội Hàn Quốc thì họ cũng rất là mạnh. Ngoài những cái tập đoàn Ngọc Trời thì cũng có đội Bilai Đồng Nai, thì vận động viên Loric thì cũng rất là thân thiện với là người hâm mộ Việt Nam mình. Cho nên là năm nay cậu ấy sẽ khắc phục và mạnh hơn trong cái cuộc đua mà tranh cái chiếc áo đỏ vua lên núi. Thì áo xanh thì thường thường là trong nước mình thì hầu như là hai vận động viên, hai anh em nhà họ Lê, thì Lê Văn Dũng và Lê Ngọc Minh. Thì Hiếu hy vọng là hai vận động viên này sẽ chiếm cái áo xanh. Vận động viên đồng đội thì phải chiếm lĩnh một cái đội rất là mạnh để mà hầu như là về đích, là họ sẽ ba vận động viên về đích liên tục để chiếm được mấy ngôi vô địch đồng đội. Thì Hiếu sẽ nghĩ là cái đội vô địch thì nghĩ đội của câu bộ Hàn Quốc. Là một người đã gắn bó lâu năm với xe đạp Việt Nam, vậy theo anh giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của xe đạp Việt Nam? Công tác tổ chức rất là tốt và truyền bá cho những cái người hâm mộ cũng như vận động viên háo hức về để tập trung cho cái giải này. Cho nên là sau những cái giải này thì Hiếu nghĩ là vận động viên của mình rất là lên một cái tầm cao để mà học hỏi thêm, để mà phấn đấu lên một cái tầm cao mới để mà tham dự những cái giải quốc tế của Tour 2.2. Vâng, xin cảm ơn huấn luyện viên Mai Công Hiếu về cuộc trò chuyện lần này. Xin chúc anh sẽ có thêm nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Xin cảm ơn anh.